Cái thẩm mỹ viện các chị ba đúng không chị? Anh chị cái nào có ý kiến cái dịch vụ nào mà mình chạy tốt không? Có không anh chị? À? Tôi tạm nói bốn món mà các anh chị về có thử tập trung thử nha. Một là sáng nhăn nâng cơ. Món này là tôi thấy là được nhất. Không phải nó được về mặt chuyên môn đâu, mà nó được về mặt hiệu quả hết. Một cái món thứ hai khó nhằn hơn, nhưng mà cái số lượng nhiều, là chạy từ thẩm mỹ viện này qua chỗ thẩm mỹ viện khác, đó là nám. Một cái món thứ ba mà cũng khó nhằn hơn, đó là giảm béo. Tại vì ở Sài Gòn bây giờ giàu nhiều, phải không? Ăn uống nhiều, thành ra là nhiều mỡ. Và cái món cuối cùng mà đôi khi chúng ta lại nhất là các anh bác sĩ đôi khi lại chê, nhưng mà nó lại ngon. Đôi khi các anh bác sĩ lại chê cái chăm sóc da không chịu, nó nhỏ nhỏ rồi có gì 100-300 hay gì đó. Nhưng thực ra là cái bốn cái món mà tôi kể liệt kê lên trên là những cái món đấy, nhưng mà chúng ta biết cái cách mà làm marketing thì nó sẽ cho chúng ta một cái khá. Và cái xoáy nhân nâng cơ là một trong những cái chỉ định mà không cần chi môn quá cao, không cần chi môn quá cao, không cần phải tốn tiền công nghệ quá nhiều, mà chúng ta vẫn có thể có một cái thu nhập ổn định. Nếu như mà các anh chị mà có nhu cầu thì hôm nay chúng ta sẽ mở một cái buổi thảo luận về cái xoáy nhân nâng cơ. Tôi rất là thích cái này. Vậy thì bây giờ là ở đây là hiện giờ trên thị trường mà chúng ta đánh sáng nhân nâng cơ là chúng ta đánh gì các chị? Gì đánh gì? Sáng nhân nâng cơ không phẫu thuật á? Hả? Một là các chị đánh hai phu, hai là các chị đánh gì? ARF. Hả? Còn nếu như mà trong một số trường hợp mà các anh chị có thể làm là đánh là cái fractional ARF đi đồ dành cho những cái khách hàng mà mở ít, okay, thì chúng ta có thể sử dụng cái fractional ARF đi đồ. Nhưng mà cái fractional ARF đi đồ thì nó lại gây ra tình trạng chảy máu các xâm lấn cái thủng liệt ở đây. Nhưng mà hiện giờ là hầu như các anh chị nào cũng đều có cái hai phu, đúng không? Hai phu là sử dụng sóng siêu âm hội tụ. Nhưng mà khi chúng ta đánh thì nó có một số cái góc lầm mà chúng ta có thể thường gặp. Thì ở đây á, là cái thường gặp đầu tiên mà anh chị hay thấy là gì? Nó bị thốn. Tôi dùng cái từ mà thốn là chính xác, đúng không? Tức là trong xương mà mình đánh vào nó ra, nó rất là nhức và rất là buốt, nang trong. Vậy thì bây giờ á, là chúng ta ở đây á, một là chúng ta sử dụng cái năng lượng cao. Do chúng ta sử dụng cái năng lượng cao thì cái độ tốn nó càng nhiều. Rồi. Vậy thì bây giờ là để mà giảm cái tình trạng thốn như thế thì chúng ta sẽ làm sao đánh giá tình trạng của khách hàng. Thì các anh chị thấy nếu như khách hàng cái mặt mà nó bị hơi nhỏ mà thiếu thể tích thì các anh chị đừng có ưu tiên về cái mặt mà năng lượng, mà anh chị ưu tiên về mặt số like nhiều hơn. Còn khi nào mà cái khuôn mặt nó bồn mà nó nhiều mỡ thì lúc đó anh chị sẽ ưu tiên về cái mặt năng lượng. Tại vì thường là nếu như mà trong trường hợp khách hàng có cái khuynh hướng mà gần như là mất cái thể tích đó, mà chúng ta đánh cái mức năng lượng cao thì nó càng bị hớp. Cái mặt nó lại càng mất mỡ. Ở đời đôi khi có những cái mình muốn thì nó muốn. Cái bụng bụng mà muốn giảm mỡ thì đánh không xuống, mà cái mặt thì còn cái tí mỡ đánh vô cái đeo mất tiêu lên bị hớp. Thành ra là cái chúng ta sử dụng năng lượng cao dành cho trường hợp nó nhiều mỡ, mà nếu mà năng lượng mỡ thì chúng ta sẽ tăng cái số like lên. Thì giờ các chị đang đánh bao nhiêu like? Bao nhiêu like hả chị? Ai đánh? Có không? Ở đây tôi nghĩ chắc là có nhiều chị. Bao nhiêu like hả chị? 250-300. Một mặt hả? Ít thế. Đánh giá thêm đi. Dạ. 600 hả? Ít thế. Ít nhất là phải 850.
Các chị có đánh theo sơ đồ không? Ông đánh theo sơ đồ hả? Đó, ông đánh theo sơ đồ đây, các chị sẽ thấy nè. Đây là cái trường hợp mà một cái khách hàng đánh này. Tức là thấy cái lần trước này là biết là đánh không đúng sơ đồ này. Thấy không? Cái sơ đồ đánh là tùm lum hết này, chạy tùm lum, không có một cái sơ đồ đánh như thế nào. Cho nên là nếu như anh chị muốn đánh hai khu phải có cái sơ đồ rõ ràng. Và nó phải có phân bổ target, tức là phân bổ cái gì á, tiêu chuẩn giống như là nhà nào 3kg, nhà nào 2kg, nhà nào 5kg gạo, khu vực nào thì mức năng lượng bao nhiêu, nó phải có phân bổ rõ ràng. Thì nếu như mà chúng ta đánh hết nguyên cái sơ đồ mà nguyên cái khuôn mặt còn lại thì hiện giờ theo cái phát độ của tôi là phải lên là khoảng 900 mấy, gần 1000, 900 mấy ngàn. Tại vì 900 mấy ngàn nó mất tiền lắm, không phải anh chị, nó không đâu. 900 mấy ngàn like thì nó giá thì một like nó có 0.1 đô, và 1000 like thì nó mới 100 đô, nó có 2 triệu 2 triệu 2, đúng không? Đó thì chúng ta sẽ ưu tiên về số like nhiều hơn là ưu tiên về năng lượng. Tại vì nếu như mà anh chị đánh mà năng lượng cao quá thì một nó sẽ gây ra tình trạng là gì, nó sưng này, đúng không? Hai là nó khốn, con xương nó rất là nhiều. Và cái thứ ba là có thể là nó bị rách da. À, nó rách da như thế này, mà rách da như thế này là phải là lấy điện là 100%. À, cầu điều trị mà không tiếp xúc da tốt hoặc là mất năng lượng cao là nó bị như thế. Với cái thứ hai nữa là mình đi không có đúng cái sức, cái vùng giả bẫu mà đi mà không có đúng cái, thay vì cái vùng này nó phải đi ngang như thế này nó mới đúng thì nó không có sướng, còn mà đi dọc như thế này nó sẽ dễ bị sướng. Nhưng mà lên cái vùng trên này thay vì là đi dọc ngang hoa ra thì mình đi ngang thì nó là bị sướng, nó tùy theo cái sức cơ mình đi. À, hôm nay tôi không có cái thời gian để mà nói về cái cách mà đi cái này. Thì thực ra trong trường hợp mà nó như thế này xử lý gì được không? Dễ, không xử lý cũng không sao á, chỉ có khách hàng người ta phần len thôi, phải không? Tại vì nếu như mà bị tình trạng như thế này các anh chị xử lý gì hả? Không xử lý khoảng chừng từng 15 ngày nó bong bé ra là bình thường lắm. Mà được cắn nó làm nó bị PA, tại anh chị biết cho không? Nó không phải là ánh sáng thành ra là cái nguyên cơ bị PA. Và nếu như mà cái này mà nó liên quan tới ánh sáng thì cái PS nó sẽ cao. Còn nếu như mà do ví dụ như anh chị dùng kim hay là dùng sóng siêu âm hay gì đó thì nó được cái là nó xấu quá, anh chị khoảng từng nửa tháng nhưng mà nó... Thì bây giờ là chúng ta có xử lý không? Bây giờ là nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta điều trị bằng hai phu mà nó bị xước da như thế này thì các anh chị chạy lạnh với là cái serum patasus như là cái... anh chị nhớ nha, nếu như mà hai phu thì anh chị chạy lạnh được, nhưng mà nếu ARS thì các anh chị hạn chế không chạy lạnh. Tại vì ARS là mình sử dụng gì, mình sử dụng sức nóng hít để mà nó làm nóng cái da lên. Thì khi mà mình mới vừa làm xong là sao, da nó đang còn nóng, đang tích tụ nhiệt, tự nhiên đi dập nước đá vô lại thì nó làm giảm cái tác dụng. Nhưng mà cái anh hai phu là mình đục lỗ mà, đúng không? Thành ra là nó không có liên quan gì đến cái vấn đề nhiệt. Thành ra chúng ta có thể nếu như trong trường hợp bị đau hay gì đó chúng ta chạy lạnh nếu như hai khu. Nhưng nếu như mà kết hợp với là cái ARS thì không, chúng ta không có nên, không nên chạy lạnh, tại vì nó phản tác dụng, nó hạn chế để giảm cái tác dụng của chúng ta. Rồi lại thuốc tiên nữa, cái này pha thì khoảng 2 ngày thôi là dứt mấy cái mà đớm vậy. Thực ra thì rất là nhiều người lo, nhưng cái này chỉ thay 2 ngày thôi, ngày 2 lần thôi xong hết là giảm ngay tức thì, rất là đẹp, không có vấn đề gì hết. Nè rồi trong trường hợp mà ở đây này, trường hợp nếu như mà một số cái máy á, anh chị coi là cái đầu mà 1.5 á đánh không có được, cho nên khi mà mình mua mình hỏi là cái đánh đầu 1.5 nó bị xước hay không, tức là đầu 3 chấm, đầu 4.5 thì nó đi sâu thì nó bị xước. À, nhưng mà một số máy thì nó làm không có chất lượng, không good lắm, thành ra là cái đầu 1.5 hay bị xước. Cái thứ hai nữa là khi các anh chị đi cái đầu như này, thành ra là khi mình để vô như thế này nó không có tiếp xúc tốt với là cái bề mặt, bị hở một chút. Mà nó hở một chút là các anh chị thấy là 1.5 nó rất là nhỏ vậy, phải không? Nó hở cái là cái điểm hội tụ nó lên khỏi bề mặt da, nó hút vô ngay cái bề mặt da, thành ra là nó hay có cái xước như thế này. Vì một là cái đầu 1.5 nó nông, hai là mình đánh mức năng lượng cao và cái nó trên, và cái thứ ba là nhân viên đánh chưa có kinh nghiệm, tức là nhân viên đánh không có kinh nghiệm, nó hay bị như thế nào.
À, còn nếu như mình đánh lâu nó có kinh nghiệm thì nó không có. Thực ra thì nếu như mình đánh cái hai phu á, thì tôi nghĩ là nếu như mà không có kinh nghiệm thì bỏ ít ra cũng phải 5-10k. Bỏ 5-10k, tức là mời bạn bè rồi lên, mình muốn làm á, mời bạn bè lên tặng 5-10k. Coi như là cái bằng đá hào free để mà mình cái gì á, mình luyện tay nghề. Thì đánh sao nếu bây giờ đặt đầu từ từ hay gặp, nhẹ là cái này, mà nặng là hay gặp. Nó bị xước như thế này là đã chẳng lấy được không tiền, không được tiền gì này à, thành ra là chúng ta phải cẩn thận. Cái thứ hai nữa là một cái phần hồi nãy tôi nói, đánh không theo cái cấu trúc, cái sơ đồ da của cái này bị xước à. Thì bây giờ ở đây sử dụng cái này. Cái thứ hai nữa là trước khi mà mình bôi tê, hồi xưa tôi không đánh bôi tê, nhưng mà có một cái các anh chị đánh hai phu mà không bôi tê mà là một lần một khách hàng đi luôn, không quay lại. Mặc dù không nói gì nhưng mà lần sau lại nói bye bye chúng ta, đau quá tự nhiên bỏ tiền ra mới hành hạ mình nữa chứ. Có không? Có nghe câu đó không? Đã mất tiền rồi bị hành hạ. Thành ra là các anh chị phải bôi tê khoảng 45 đến 1 tiếng đồng hồ. Rồi trong lúc mà vừa bôi tê mà vừa ủ xong á là làm cho hàng viên khi lên không? À, là nó êm như cái nhíp. Là vô lần sau quay lại. Còn nếu như mà không chuẩn bị cái câu đó vô là nó buốt. Rồi cái thứ hai nữa là các anh chị nhét cái bông gòn vào trong cái răng. À, để nó không vô răng. Nhưng mà nhớ nhét là đầu 4.5 với đầu 3 thôi. Cái đầu mà cái gì á 1.5 á thì anh chị lấy ra. Lấy ra là khi mà đánh đến 1 cái là kêu khách hàng người ta cười. Cười nó còn nhét là mình bổ sung cho nó thì nó sẽ ok. Còn nếu như mà không chịu lấy ra là mình kêu khách hàng cười á, mình đánh đá cuối cùng cho mình theo công thức automatic của mình lên đi về. Thì mình nhăn cho nên nó còn chỉ mới chịu. Mình đánh vào những cái điểm đó thì nó có thể là nó gây ra phù cái vấn đề chỗ đó, nó sinh lên thì chị sẽ hay này. Nè, nhớ cười cắn đến chị cười cắn. Nhưng mà lấy hết bông gòn ra, cái đầu không cắm năng được đấy. Rồi, sưng phù tụ dịch. Đây, bây giờ các anh chị thấy vậy nè à, cái này là nó phù phù miên mặt luôn, chị thấy ghê không? À, thấy không? Lâu lâu nó mới gặp ca à, ca này ca tôi gặp, chứ không phải là của ai đó. Hoặc là một số chị cái vùng mắt này cái mô nó lỏng lẻo, các anh chị đánh xong rồi kèm thêm ở đây thì tôi làm luôn cả hai, là vừa hai khu mà vừa ăn ép quốc cơ luôn. Thì sau khi mà làm xong thì cái này nó bị dịch tụ dịch bùng liệt. Ok, nhưng mà nhìn thấy nó như vậy nhưng mà nó không ghê, nó khoảng mất 1-2 ngày thôi là khách hàng thì người ta tính rất là lo. Nhưng nếu như các anh chị gặp mà xử lý tốt, một là chạy lạnh, thì cái chạy lạnh mà cái này nó không giúp ích được gì nhiều, phải không? Nó không giúp ích được gì nhiều với vấn đề chạy lạnh, tại vì nó đâu phải do nhiệt đâu, đúng không? Rồi giảm đau, giảm sưng, Efedragan, Telenon, ha. Và cái này lại thêm một lần nữa, Picolac các anh chị 3 ngày 2 lần, 3 ngày, mất liền không tới 3 ngày, không cần phải tới uống đâu, chỉ cần pha tại chỗ thôi. Không cần phải còn ticoid uống thôi, chỉ cần pha này chỗ. Có thể kèm thêm cái Cizin với lại cái Efedragan hay là cái Panadol. Ok, và chúng ta có thể trong vòng 3 ngày chúng ta có thể giải quyết được. Cho nên nếu như gặp cái này đừng có lo, không có vấn đề gì nè. Hoặc là gặp cái thể này nó phù như thế nào, anh chị sử dụng cái Hippolac chỉ cần 1 ngày là nó sẽ chắc chắn là lâu lâu mình sẽ gặp cái ca như này. Mà ca như thế thì khách hàng người ta sẽ rất là lo. Anh chị thấy này, sau khi đánh cái mặt nó như thế này đúng không? Rồi, bây giờ đây, cái mặt nó đẹp dày, đúng không? Rồi đánh phát thành cái mặt bầm như thế kia, đúng không? Mà mình xử lý chỉ cần 3 ngày sau, mặt nó đẹp lại bình thường. Nắng lo, nắng có vấn đề gì đâu. Nói chung đó là trong cái điều trị mà tai biến mà của hai phu nó không có gì đáng lo. Nó chỉ 1-2-3 ngày đầu thì chủ yếu là sử dụng kháng viêm này đổ, sử dụng kháng histamine cộng với là giảm đau trong vòng 3 ngày đầu làm yên lòng các chị là ok, nó sẽ giải quyết được vấn đề, nó có vấn đề gì hay không. Hoặc là nếu như các anh chị đến ARF thì ARF không đến nỗi mà bị phỏng đâu à, nó chỉ có trong trường hợp ví dụ như cái vùng mắt, cái vùng mà cái mô liên kết nó hơi lỏng lẻo một tí thì gây ra phù, gây ra phù thì nó có hơi tù dịch một tí thì cũng có vấn đề, sử dụng đầu tiên thì tại chỗ ok. Rồi đó là về cái xóa nhăn nâng cơ rất ít à, cho nên tôi mới nói các anh chị không có cái tác dụng phụ gì nhiều, đau phù
xước da là gì nữa, thụ dịch nó xử lý rất dễ. Rồi bây giờ hiện giờ mà dạ tác dụng phụ mà sau giảm béo, ở đây tôi chỉ nói về cái vấn đề là giảm béo mà dùng công nghệ đó, tức là không có phẫu thuật, không có tiêm chích, thì các anh chị thường hay sử dụng mấy gì các anh chị? Hiện giờ nó đang có ba cái công nghệ mà mình có thể là sử dụng vào trong cái giảm béo, có thể phối hợp chung. Một đó là cái công nghệ HIFU. HIFU thì cái tác dụng phụ nó giống như là bên mặt, nhưng mà ở dưới bụng thì nó không có vấn đề đau bụng, không có vấn đề gì hết. Cái thứ hai nữa là đông hủy mỡ. Và cái công nghệ thứ ba đó là cái công nghệ là low level laser therapy, tức là cái áp laser. Còn cái ARF mà hiện giờ mà làm giảm béo thì ít người làm vậy. Tại vì cái ARF người ta chỉ áp dụng trong cái săn chắc da, tức là hỗ trợ cho điều trị giảm béo thôi. Chứ ba cái công nghệ chính mà giảm béo hôm nay là HIFU, đông hủy mỡ và cái low level laser therapy. Vậy thì bây giờ thì chúng ta sẽ thấy nè, đây tôi không có cái hình. Một số anh chị hình như tôi có thấy trên thị trường là cái gì 88 thì mấy cái máy cũng có mặt đó. Vậy thì bây giờ là thông thường cái nhà sản xuất người ta sẽ đưa ra là các anh chị là áp khoảng 15 phút hoặc là 20 phút về cái laser, cái bắt đầu laser. Thì một số anh chị nghĩ là cái đèn LED vậy thì cái tấm tháp gì đâu, đúng không? Nhưng mà thực tế ở đây tôi là nhân viên, hàng yêu cầu là double lên 15 phút lên 30 phút phỏng này. Mặc dù là các anh chị thấy cái đèn led nó đỏ vậy, nhưng không sờ vô nó không có nóng, không có gì hết, nhưng mà khi mà áp vô á, anh chị mình chơi double là nó phỏng liền. Vậy thì bây giờ ở đây này, nếu như mà mình muốn mà double á thì các anh chị phải đổi vị trí. Tức là ví dụ như mình áp đây 15 phút, mình muốn thêm nó 15 phút nữa đừng có để đó, di chuyển qua vị trí bên cạnh là 15 phút rồi mình di chuyển qua bên đây 15 phút lại. Còn nếu như mà nhân viên mà nó lười biếng, nó không chịu di chuyển, nhấn nút vừa chạy hết xong làm nhấn tiếp lượt nữa là nó phỏng, mặc dù là đèn led nhìn nó yếu xìu như vậy nhưng mà ra là nó bị phỏng. Vậy thì trong trường hợp mà nó phỏng như thế này thì các anh chị chỉ có chạy lặng thôi, tại vì phỏng ăn phỏng là thấy liền tại chỗ, ok, nó không có vấn đề gì hết. Cho nên là cái trong giảm béo mà không phẫu thuật thì nó cũng không có gì nhiều. Rồi cái bầm tím da do đông hủy mỡ, thì cái đông hủy mỡ nếu như mà mình làm mà mình hút lên lâu mà nó gì có lạnh nữa thì nó hay bị là đau và bầm tím cái vùng này. Rồi nếu như mà sưng và đau thì là chúng ta sử dụng là cái HIFU, chúng ta sử dụng ARF hoặc là chúng ta sử dụng đông hủy mỡ. Thì ở đây tôi nghĩ là những cái này nó rất là dễ giải quyết, tức là sao chạy lạnh này, giảm đau này ha. Trong trường hợp mà nếu như nó bầm tím thì các anh chị có thể cái cho kháng viêm tại chỗ này, ok, hoặc là có thể uống cái gì thuốc tan có bầm, thôi cái một chút xin là phải cay cái gì đó khoảng chừng tuần thì là nó giảm quyết được, nhưng mà thường nó không có nhiều lắm. Cái thứ hai nữa cũng không đến mức độ nặng nề lắm, tại vì ở body cái vùng da được che kín bởi quần áo, thành ra là khách hàng người ta cũng không có khó khăn lắm. Cái vấn đề là khi nào mà chúng ta điều trị trên mặt đó, cái này nó sẽ rất là có khó khăn. Cái bài của tôi là hôm nay chúng ta đến đây làm việc cái phần mà tôi nói, đúng không? Rồi bây giờ tới lượt là chúng ta nói, được không? Thì đây là một cái khách hàng, nếu như mà các anh chị làm marketing tốt, đây là cái khách hàng, hai cái khách hàng mà tôi làm, thì đây là hai chị từ California du lịch qua Việt Nam, rồi chị thấy trên Facebook và chị qua chị làm cá nhân năng trợ ở tại cái cơ sở Park Medical Clinic mà tôi có điều trị cho hai chị này. Và hiệu quả mà điều trị bằng cái HIFU theo tôi, cái da của người Tây đáp ứng rất là tốt, đánh xong có thể là do cái chế độ mà tập luyện, chế độ dinh dưỡng, với lại cái về cái tìm hiểu của ta về cái xóa nhăn năng kê, khi mà mình nói ra người ta gì chấp nhận với những cái cơ chế, với cách làm của mình. Còn cái khách hàng của mình thì đôi khi ví dụ như mà
không biết anh giải thích sao, nhưng sao nó cứ đẹp là được hả, đúng không? Còn bây giờ là chờ bao lâu cho nó lên sợi, có lên giận sợi, chờ bao lâu thì nó mới lên đẹp gì gì đó, không hiểu không được, không làm được, không trả tiền là phải đẹp liền chứ không có còn tụi nó thì nó có cái ví dụ như mình làm xong rất là vui vẻ rồi giải thích mày về bao lâu rồi bao lâu một tháng sau có lâu dần nó tái sinh sẽ đẹp gì vui vẻ bắt tay. Với lại một cái nữa là sao, nếu bắt được tụi nó làm rất là dễ, tại vì ở Việt Nam mình làm đẹp tụi đó nó mới hợp mắt, về đây mình làm có nhiều mười mấy triệu không quá rẻ nha. Trong cái đó mình nói nếu như mình làm cái ca sáng ăn tự làm tới mấy ngày nữa, mình ở đây mình đang rẻ bèo đây. Bây giờ chúng ta thảo luận, các anh chị có câu hỏi gì không thì tôi sẽ trao đổi với anh chị, hoặc là các anh chị có chia sẻ. Tôi thấy một số bác sĩ ở đây cũng dạ. Dạ, cho em hỏi là ví dụ như bắn hai phun thì năng lượng bao nhiêu là an toàn nhất? Hai phun quá hả? Bây giờ nó tùy theo cái máy, em hiểu không? Nhưng mà anh chỉ chia sẻ nó như thế này, sẽ ưu tiên số lượng nhiều hơn năng lượng đối với cái khuôn mặt của khách hàng họ bị hot như anh nói này. Còn nếu như mà khách hàng mà cái mặt mà hơi bồn mà nhiều thịt nhiều mỡ á, bọn á, thì em sẽ ưu tiên là cái gì á, năng lượng. Thì cái năng lượng em test khách hàng chịu nữa nổi như là xả gì không có vấn đề gì. Năng lượng đó, em có thể test tùy theo cái máy, nhưng mà nó có một cái đặc điểm là cái máy hai khu, nếu như mà em chỉnh năng lượng càng cao thì cái cưa nó càng chậm. Thay vì em chỉnh lên 2 chấm đi, nó sẽ cưa re 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 re, nhưng mà nếu như mà em chỉnh xuống là 1.2 re re re, nó sẽ chạy nhanh hơn. Thì nếu như mà mình để mà nó lâu đó, thì một cái ca mà mình đánh tới gần 1.000 lát đánh không quen mà năng lượng cao cũng 2 tiếng hồ, cả người nằm và cả người đánh nó cũng ê, đúng không? Một anh ê mặt còn một anh ê gì không biết, nhưng mà cả hai đều ê sẽ lắm. Cho nên là cái mức năng lượng mà em hạ xuống thấp rồi á thì nó rét 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 thì nó khoảng tiếng hồ là nó sẽ xong. À, cái vấn đề là do khách hàng chịu đau được nhiều, tại vì em có xài mà quá mức nó cũng cùng lắm là nó sưng, hiểu không? Cũng nó sưng mà rồi nó sưng thì em có thể là uống cái gì uống thuốc 1-2 ngày nó sưng. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ là vậy. Đây, cái này đúng giờ ta để dặn, hỏi cái nó liền uổng. Các anh chị biết đó, cái da chúng ta là bao nhiêu phần trăm là nước các anh chị? 80%. 80% là nước, cơ thể chúng ta là từ 65-70% là da, là 80% là nước. Và cái để giữ nước được trong da thì nó cần cái gì? Acid hyaluronic. Vậy thì bây giờ chúng ta đánh như thế này để tái tạo sự collagen hết mọi thứ thành tập mà chúng ta mới có giải quyết được cái 20% đóng góp rồi, đúng không? Mà các anh chị quên rằng là 80% là do nước, cho nên nó là một số chị khách hàng bị mất nước, thiếu nước mà chúng ta không có bổ sung nước. Cái thứ hai nữa là chúng ta không có uống nhiều nước. Thì nếu như mà cái chị mà đi làm cái này viên ngày 4 chai La Vi lại 500, đúng không? Rồi sau đó sử dụng các cái cream mà bôi ngoài da mà dưỡng ẩm có cái thành phần giống như là acid hyaluronic để mà nó dưỡng. Còn một số chị quên rằng tưởng đâu là dưỡng ẩm thì nó giữ nước, không có dưỡng ẩm, nước nó đâu có trong dưỡng ẩm đâu, mà mình phải uống nước cho nó mới giữ lại được chứ. Đó, thành ra là đi kèm cái này thì phải kèm thêm kem để mà dưỡng ẩm. Thường thì khách hàng người ta thích tiêm chích, còn nếu như anh chị nào bác sĩ thì các anh chị có thể cầm bay thử ra. Đánh hết được này bằng hai rô bằng mà hai phu bằng IPL, sau đó chỗ này nó còn phải không, quất thêm mấy mũi mấy ống rồi xong chỗ đây thì quất thêm 2-3 phu nữa là coi như tuyệt vời. Nhưng mà giá thành nó đội lên rất là cao, nhưng mà nếu phối hợp vậy thì tôi khuyên là nên bác sĩ mới làm, nếu mà mình không bác sĩ thì
mình chỉ dừng lại ở cái công nghệ là không xâm lấn, không chảy máu, nó an toàn. À, còn cái gì mà chích chích cắt cắt mà đưa cái chất lại vô trong da là bác sĩ và phải đi học qua cái khóa đó để chúng ta, tại vì là đôi khi tiền thu của mình tiền chi nó rắc rối lắm. À, là người ta tăng ca không có vấn đề gì, tự nhiên không ca nó phải đọc đồng lòng. Thì nếu như mà anh chị mà phối hợp được hết những cái đó, gương mặt nó tới bốn công nghệ của lúc này, gương mặt là gì? Máy, đúng không? Rảnh này filler, chỗ này là botox, là bốn công nghệ gì, ARF gì hai khu vừa botox vừa filler, tuyệt vời. Cái đó là giải quyết triệt để luôn cho khách hàng đi ra là hài lòng, ra khỏi mặt. Nhưng mà giá thành chắc chắn nó cao, có thể để lên 3 là 4 lần so với mình làm công nghệ. Xin mời tiếp ạ. Chị nào hỏi nữa không anh chị? Hay là trao đổi đóng góp gì? Ok. Xin cảm ơn Dr. Vinh Trần rất nhiều. Tin chắc rằng với những kinh nghiệm thực tiễn được đúc kết trong nhiều năm qua của ông sẽ mang đến nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm quý giá cho những vị khách mời. Một lần nữa xin chúc Dr. Vinh Trần có nhiều sức khỏe để có thể mang đến những kiến thức bổ ích cho những hội thảo lần sau. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.